Sử Ký Toàn Thư là bộ quốc sử xưa nhất còn tồn tại nguyên vẹn đến ngày nay. Nó ghi chép lịch sử Việt Nam từ thời đại truyền thuyết Kinh Dương Vương đến thời đại Du Lê Gia Tông, do nhiều đời sử quan trong sử quán Triều Hậu Lê biên soạn. Bộ sử này có ghi chép về một chiến công gian dội của dân dân ta trên sông Bạch Đằng năm 938 dưới sự lãnh đạo của Ngô Quyền. Tháng 3 năm 937, Kiều Công Tiễn sát hại Dương Đình Nghệ ngay tại thành Đại La. Mùa đông năm 938, Ngô Quyền thống lĩnh thủy binh ra bắt dẹp loạn Kiều Công Tiễn. Biết tin, Kiều Công Tiễn hoảng hốt sai sứ sang cầu nhà Nam Hán xin quân tiếp viện. Đây là cơ hội tốt để ta xâm lược và đô dịch Giao Châu thứ hai. Vua Nam Hán Lưu Cung phong con trai là Dạng Dương Hoàng Tháo chức tỉnh hải quân tiết độ sứ, đổi tước phong là Giao Dương, thống lĩnh 2 vạn thủy binh vượt biển vào xâm lục nước ta. Chỉ trong nửa ngày, thành Đại La thất thủ, Kiều Công Tiễn bị giết chết và đeo đầu ngay trước cổng thành. Nhận được tin báo, thủy binh của Hoàng Tháo đang kéo vào đất Việt, Ngô Quyền và các tướng lĩnh lại bàn kế sách. Hoàng Tháo là đứa trẻ khờ dại, đem quân từ xa đến, quân lính còn mỏi mệt, lại nghe Công Tiễn đã chết, không có người làm nội ứng, đã mất vía trước rồi. Quân ta sức còn khỏe, địch với quân địch tất phá được, nhưng bọn chúng có lợi ở chiến thuyền, ta không phòng bị trước thì thế được thua chưa biết ra sao. Nếu đem cọc lớn gót nhọn đầu bịch sắt đóng ngầm ở trước cửa biển, thuyền của bọn chúng theo nước triều lên vào trong hàng cọc thì sau đó ta dễ bề chế ngự. Giờ địch đã vào sâu trong bãi cọc rồi ạ. Tốt lắm, đã đến lúc thủy triều rút rồi, tất cả chuẩn bị tổng phản công cho ta. Tuân lệnh. Năm Kỷ Hợi 939,
Ngô Quyền xưng Dương, chính thức lên ngôi ở kinh đô Cổ Loa, sử cũ gọi là Ngô Dương.